Giáp Thị Sầm Hương, cái tên đang trở thành tâm điểm của dư luận sau vụ việc bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng. Từ một người phụ nữ được ngưỡng mộ vì lòng nhân ái, bà Hương nay đối diện với những nghi vấn và chỉ trích. Vậy bà là ai? Video này Tiểu Sử Ngôi Sao sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về người phụ nữ này. Giáp Thị Sầm Hương là cái tên từng được biết đến rộng rãi với hình ảnh một người phụ nữ giàu lòng nhân ái. Dành cả cuộc đời để chăm sóc những trẻ em bị bỏ rơi, người già neo đơn, bà thường được gọi với cái tên trìu mến Mẹ Hương. Tuy nhiên, câu chuyện về bà lại chứa đựng nhiều góc khuất và sự trái ngược so với thực tế. Tiểu sử, lý lịch của Giáp Thị Sầm Hương. Tên đầy đủ, Giáp Thị Sầm Hương. Năm sinh, 1974. Tuổi 50 tuổi, tính đến năm 2024. Quê quán, Bắc Giang. Năm 16 tuổi, bà Hương đã dũng cảm rời quê hương Bắc Giang để vào Sài Gòn lập nghiệp. Bà không ngại làm bất cứ công việc gì để kiếm sống, kể cả nhặt ve chai. Chính trong những ngày tháng cơ cực ấy, bà đã tình cờ cứu giúp một bé gái bị bỏ rơi trong bãi rác. Không một chút đắn đo, bà đã đưa bé về chăm sóc và nuôi dưỡng như con ruột. Cũng trong năm đó, một phép màu khác đã đến khi bà tình cờ gặp một cô gái trẻ mang thai ngoài ý muốn. Đang tuyệt vọng, không biết phải làm sao. Với tấm lòng bao dung, bà Hương đã dang rộng vòng tay đón nhận cô gái và đứa bé trước chào đời, mang đến cho họ một mái ấm đầy yêu thương. Từ đó, câu chuyện đẹp đẽ về bà Hương và mái ấm Hoa Hồng đã lan tỏa khắp nơi. Hàng trăm trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, từ sơ sinh đến thiếu niên đã tìm thấy tình yêu thương và một mái nhà thực sự tại đây. Bà Hương không chỉ là người mẹ, mà còn là người bà, người bạn, luôn sẵn sàng san sẻ khó khăn, động viên, giúp đỡ những số phận bất hạnh. Câu chuyện về tấm lòng nhân hậu của bà Hương đã nhanh chóng lan tỏa và lay động trái tim của hàng triệu người. Bà được ví von như một Phật sống, được ca ngợi hết lời vì những nghĩa cử cao đẹp. Hình ảnh người phụ nữ tần tảo, hết lòng vì trẻ em đã xuất hiện trong chương trình Những Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng tại Miss Grand Việt Nam 2022, khiến ban giám khảo và khán giả không khỏi xúc động. Nhiều tờ báo, trang tin cũng đã dành những bài viết ngợi ca hành động cao cả của bà, đưa hình ảnh bà Hương trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Để duy trì mái ấm Hoa Hồng trong những ngày dịch bệnh khó khăn, bà Hương đã không ngần ngại bán đi biệt thự, ô tô để lo cho các con nuôi. Bà đã chia sẻ về những khó khăn và mong muốn được sự giúp đỡ của cộng đồng để biến khách sạn Hoa Hồng thành một mái ấm thực sự cho các em. Nhờ sự chung tay của mọi người, cuối cùng ước mơ của bà cũng đã thành hiện thực khi mái ấm Hoa Hồng chính thức được cấp phép hoạt động. Vào tháng 3, 2023, sáng 4 tháng 9, những hành vi bạo hành trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ. Hình ảnh một địa ngục trần gian đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đã khiến nhiều người không khỏi đau xót, đã trở thành tâm điểm của dư luận sau khi bị báo thanh niên phanh phui những hành vi bạo hành trẻ em nghiêm trọng. Các đoạn video và bài điều tra đã hé lộ một bức tranh kinh hoàng về cuộc sống của các em nhỏ tại đây. Một bảo mẫu tên Tuyền đã bị tố cáo thực hiện những hành vi tàn ác như đánh đập, bóp cổ, ném trẻ một cách dã man khiến nhiều em bị thương nặng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và tạm giữ bà Hương cùng một số bảo mẫu để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, một số đối tượng liên quan khác vẫn đang lẩn trốn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các em đến nơi ở mới. Sự việc xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng đã gây chấn động dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các tổ chức từ thiện, như về sự giám sát của cơ quan chức năng. Đồng thời, vụ việc này cũng là một lời cảnh tỉnh về việc chúng ta cần phải tỉnh táo hơn trong việc quyên góp và ủng hộ các hoạt động từ thiện. Vụ việc này hiện đặt ra nhiều câu hỏi. Vì sao một người từng được ngưỡng mộ lại có thể để xảy ra những hành vi tàn ác như vậy? Ai sẽ chịu trách nhiệm về những tổn thương mà các em bé phải gánh chịu? Liệu mái ấm Hoa Hồng có thực sự là một nơi an toàn cho trẻ em? Theo dõi ngay kênh YouTube của Tiểu Sử Ngôi Sao để cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này.